từ những tòa tháp cao vút ở Thượng Hải đến biểu tượng của đường chân trời thành phố New York. Hãy cùng ngắm nhìn những công trình kiến trúc tuyệt đẹp vươn tới những đám mây này, chúng ta cùng khám phá thế giới nào. Bắt đầu tháp đôi Petronas, còn được gọi là tháp đôi Petronas. Những tòa nhà chọc trời do Malaysia thiết lập đã từng là những tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1998 năm 2004. Với chiều cao 1.479 feet mỗi tòa, các tòa nhà vẫn được coi là cặp tháp cao nhất thế giới. Đài Bắc 101, tòa tháp Taipei 101 sừng sững trên đường chân trời của Đài Bắc, Đài Loan, cao 101 tầng và cao 1.671 feet. Burj Khalifa cao 163 tầng và cao 2.722 feet. Tòa nhà chọc trời Burj Khalifa chính thức là tòa nhà cao nhất thế giới. Công trình sử dụng hỗn hợp nằm ở Dubai đã giữ danh hiệu này kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2010. Một trung tâm thương mại thế giới còn được gọi là tháp tự do, tòa nhà 104 tầng, cao 1,776 feet tọa lạc tại vị trí cũ của tháp đôi Manhattan. Cấu trúc hỗn hợp nằm ở chân của bảo tàng tưởng niệm vụ 11/9. King Power Mahanakhon, tòa tháp được thiết kế độc đáo, có thiết kế pixel này cao 1.030 feet. Và 77 tầng của nó là một trong những chung cư đắt giá nhất mà Bangkok phải cung cấp. Landmark 81, tòa nhà cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là Landmark 81. Cao 461,3 mét và đây cũng là tòa nhà cao nhất ở Việt Nam, tòa nhà cao nhất ở Đông Nam Á và cũng là tòa nhà cao thứ 15 trên thế giới. Tháp Lotte World, tòa tháp cao nhất Hàn Quốc nằm ở Seoul và đạt 1.821 feet với 123 tầng là không gian sử dụng hỗn hợp. Trung tâm Lippo, các tòa nhà chọc trời đôi hình học ở quận trung tâm của Hồng Kông lần lượt kéo dài lên tới 44 tầng, 564 feet và 48 tầng, 610 feet. Trung tâm Lakta cao 87 tầng, có chiều dài lên tới 1.516 feet. Tòa nhà chọc trời, nằm ở Saint Petersburg, là tòa nhà cao nhất ở Nga. Thế giới tuyệt đối ngay phía tây Toronto ở Mississauga, Canada. Thế giới tuyệt đối xoay tròn trên bầu trời. Các tòa tháp chung cư đôi cao 56 tầng, 589 feet và 50 tầng, 529 feet mỗi tòa. The Sát, tòa nhà cao nhất của Vương quốc Anh nằm ở trung tâm thủ đô London và cao tới 96 tầng với 1.017 feet. Như một lời ca ngợi về thiết kế của tòa nhà, cấu trúc này còn được gọi là mảnh thủy tinh. Tháp Willis tại đài quan sát Willis Tower, du khách lơ lửng trên độ cao 1,353 feet so với đường chân trời của Chicago. Toàn bộ tòa tháp cao 1.450 feet với 110 tầng. Tháp Thượng Hải, tòa nhà chọc trời cao thứ hai thế giới, được hoàn thành vào năm 2014, bay cao trên thành phố ở độ cao 2.073 feet và có 128 tầng của không gian sử dụng hỗn hợp. Seo Cho Gary Tower X, không cần điều chỉnh màn hình máy tính của bạn. Tòa nhà chọc trời 24 tầng cao 427 feet này ở Seoul, Hàn Quốc trên thực tế rất lượn sóng. Tháp CN, tòa tháp bê tông cao 1,815 feet ở Toronto là một trong những công trình kiến trúc đứng tự do cao nhất thế giới. Đối với những người đủ can đảm, đài quan sát bao gồm một sàn kính để du khách có thể đứng trên đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!